Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc hiện có 273 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Trong những năm qua, nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải đã có nhiều cách làm hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Trong chuyên mục xây dựng đảng kỳ này, chúng tôi có phóng sự phản ánh về công tác này. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn quan tâm theo dõi. Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về giao thông trên địa bàn, bao gồm đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải và an toàn giao thông. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải được công nhận trong sạch vững mạnh. Để đạt được những kết quả nêu trên, hàng năm, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 14 chi bộ trực thuộc, thường xuyên nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách nghiêm túc, kịp thời. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở yêu cầu các chi ủy trực thuộc khi tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phải có sự sáng tạo, chọn những nội dung trọng tâm để gắn với nhiệm vụ chuyên môn, điều kiện đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, nhất là lĩnh vực hạ tầng giao thông. Đảng bộ Sở đã lãnh đạo chính quyền tích cực đề xuất, tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, triển khai thực hiện các đề án, quy hoạch phát triển hệ thống các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, mạng lưới giao thông ở Vĩnh Phúc, kể cả đường bộ, đường sắt và đường thủy đều được quan tâm đầu tư, nâng cấp và phân bố tương đối phù hợp. Toàn tỉnh có 4 tuyến quốc lộ, 14 đường tỉnh lộ với chiều dài 446 km. Hệ thống đường đô thị, giao thông nông thôn và giao thông nội đồng được quan tâm đầu tư. Trong đó, các trục đường chính giao thông nông thôn được cứng hóa 250 trên 290 km, đạt 85%. Đặc biệt, cùng với tăng cường công tác quản lý vận tải, tải trọng xe, thanh tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Đảng ủy Sở chỉ đạo tập trung làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, quản lý hiệu quả các dự án, sử dụng vốn ngân sách nhà nước ngay từ khâu chuẩn bị chủ trương đầu tư, thẩm định và thực hiện các dự án. Trong công tác dân vận chính quyền, Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng chương trình hành động cụ thể của Đảng bộ, triển khai bằng văn bản đến các chi bộ thực hiện, đồng thời ban hành quy chế hoạt động công tác dân vận trong toàn Đảng bộ. Trong đó xác định rõ nội dung, phương thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng về thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới, đồng thời hướng dẫn các chi bộ trực thuộc căn cứ vào quy chế của Đảng ủy Sở, vận dụng vào hoạt động công tác dân vận của cấp mình phù hợp với điều kiện của từng chi bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Sở phân công một đồng chí Thường vụ Đảng ủy phụ trách công tác dân vận. Hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát các chi bộ trực thuộc, trong đó có kiểm tra giám sát công tác dân vận. Đến nay, công tác dân vận của Đảng bộ đã đi vào nề nếp. Cán bộ, đảng viên, công chức viên chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Làm tốt công tác dân vận chính quyền là yếu tố quan trọng xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xác định công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng bộ. Cho nên ngay từ đầu năm thì Đảng bộ chúng tôi đã có những cái văn bản chỉ đạo với các chi bộ và yêu cầu các chi bộ đăng ký công tác trong sạch vững mạnh trong năm. Và chúng tôi coi cái việc mà công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng bộ. Cho nên là chúng tôi đã chỉ đạo các chi bộ tập trung vào một số cái nhiệm vụ chính như công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, làm sao cho phù hợp với cái điều kiện thực tế mà nhiệm vụ của bộ phận chi bộ được giao. Vấn đề thứ hai là chúng tôi xác định chi bộ là một cái đơn vị hết sức quan trọng trong công tác xây dựng hoạt động của Đảng bộ. Chi bộ là cái cầu nối giữa cán bộ đảng viên với quần chúng, là cái cầu nối giữa cái nhiệm vụ chính trị với cái nhiệm vụ xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy, lãnh đạo Sở luôn nhận thức đúng đắn tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị khóa 8 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó, chủ động chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện. Hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Sở được kiện toàn, lập kế hoạch kiểm tra, việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc và các quy định của cơ quan về thực hiện các chế độ chính sách, thi đua, phúc lợi, tổ chức, lao động, tiền lương,
đối với cán bộ, công chức và người lao động. Đảng ủy, lãnh đạo sở đã chỉ đạo văn phòng sở kịp thời sửa đổi các phương án khoán, bổ sung quy chế, xây dựng quy chế, quy định mới và ban hành quy chế làm việc của các phòng ban, đơn vị. Nội dung các quy chế quy định mức khoán này được xây dựng theo đúng quy trình, đảm bảo tính công khai dân chủ cao, phản ánh được thực tế, phù hợp yêu cầu, nguyện vọng của đa số cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy, khi đưa ra thực hiện đã được sự đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cấp hiệu quả trong công tác của cơ quan đơn vị. Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Từ đó, Đảng ủy, lãnh đạo sở đã có những chỉ đạo quyết liệt trong quá trình triển khai công tác chuyên môn. Ban Thường vụ Đảng ủy sở đã chỉ đạo chính quyền quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan về công tác cải cách hành chính, xây dựng chương trình hành động nhằm đạt được mục tiêu, thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mỗi công việc của mỗi cá nhân, cũng như công việc chung của cơ quan. Tiến tới nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hàng năm, thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến từng lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành quản lý, Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện rà soát hàng chục văn bản của các cấp ban hành có liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính. Hiện tại Sở đang quản lý 84 thủ tục hành chính trên hai lĩnh vực đường bộ và đường sông được thực hiện đối với cá nhân, tổ chức có liên quan. Việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa được thể hiện trên 11 mảng công việc: đổi, quản lý di chuyển giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, cấp giấy phép đào tạo xe mô tô, cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký xe máy chuyên dùng, đăng ký phương tiện thủy nội địa, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, cấp phép thi công các công trình giao thông đường bộ, thẩm định các công trình giao thông đường bộ, cấp đổi phù hiệu xe các loại, cấp đổi nhật trình xe chạy tuyến cố định. Bộ phận một cửa của sở được bố trí phòng làm việc riêng. Mỗi lĩnh vực đều có một cán bộ trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định, luôn đảm bảo thủ tục rõ ràng, đơn giản, công khai minh bạch, đạt tiêu chuẩn quy định. Ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính của sở thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ công dân, tổ chức đến làm việc. Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải có chức năng tham mưu và giúp giám đốc sở quản lý nhà nước về lĩnh vực phương tiện và người lái, hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện thực hiện quy định của nhà nước về quản lý kỹ thuật phương tiện và quản lý người lái, quản lý nhà nước về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, thuyền máy trưởng tàu sông, phương tiện và thuyền viên hành nghề vận tải thủy nội địa. Hiện nay, chi bộ phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái có 18 đảng viên. Nhiều năm liền chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh. Theo đồng chí Nguyễn Minh Thể, Bí thư chi bộ, có được kết quả trên trong công tác xây dựng đảng, chi bộ thực hiện quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của đảng ủy cấp trên. Cán bộ quản lý gương mẫu về mọi mặt, thực hiện nói đi đôi với làm, tăng cường kiểm tra việc duy trì nề nếp, tạo điều kiện để nhân viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Chi bộ đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, coi đây là yếu tố giúp đảng viên nhìn nhận lại những mặt đạt được cũng như khuyết điểm, hạn chế để xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục, hướng tới hoàn thiện bản thân và làm trong sạch chi bộ. Cùng với việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, chi bộ tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chuyên đề, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Căn cứ cái đặc điểm tình hình trong chi bộ thì ban chi ủy chúng tôi cũng có nghiên cứu và vận dụng các chỉ thị nghị quyết cũng như đặc điểm chi bộ để đề ra các biện pháp phù hợp trong chi bộ trong việc xây dựng chi bộ thành chi bộ là trong sạch vững mạnh. Thứ nhất là chúng tôi cũng tổ chức học tập quán triệt chỉ thị nghị quyết của các cấp đảng đến toàn thể các đảng viên trong chi bộ. Cái thứ hai là thực hiện duy trì cái công tác phê bình và tự phê bình thường xuyên trong những cái đợt sinh hoạt chi bộ. Thứ ba là tổ chức các đồng chí trong chi ủy viên theo dõi và nắm bắt cái việc thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí đảng viên trong chi bộ.
Hiện nay, chi bộ Ban Quản lý Bến xe khách Vĩnh Phúc có tổng số 35 đảng viên, trình độ chuyên môn đại học có 31 đồng chí. Trong những năm qua, chi ủy chi bộ đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, vận dụng các nghị quyết của Đảng, đưa ra các biện pháp cụ thể đảm bảo phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Trong quản lý nghiệp vụ vận tải hành khách, chi bộ Ban Quản lý Bến xe tỉnh chỉ đạo chính quyền căn cứ vào các quy định của nhà nước, các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải để vừa tuyên truyền vừa cương quyết đấu tranh nhằm đưa các xe vào đón trả khách trong bến theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra các điều kiện trước khi cho xe xuất bến, xác nhận các nội dung vào sổ nhật trình chạy xe, tổ chức bán vé cho khách đi xe đảm bảo đúng quy định. Để luôn giữ vững chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ, chi bộ cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. 1. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phải nâng cao tính tiên phong gương mẫu cho đảng viên, phối hợp và thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, phát huy vai trò của quần chúng trong xây dựng chi bộ, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát. Ngoài các nhiệm vụ trên, một nhiệm vụ không thể thiếu được và rất quan trọng đó là xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong đảng. Trong công tác xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Hoạt động của một số chi bộ chưa phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo của cán bộ đảng viên. Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình ở một số đảng viên còn yếu. Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa coi trọng công tác tư tưởng, học tập lý luận chính trị, chỉ thị, nghị quyết, pháp luật, nên còn thiếu khả năng quyết đáp trong việc giải quyết những phát sinh khó khăn, phức tạp ở đơn vị, cũng như đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực của cán bộ đảng viên. Chất lượng đội ngũ cán bộ so với yêu cầu thực tế nhiệm vụ của ngành trong công cuộc đổi mới kinh tế của tỉnh vẫn còn hạn chế về năng lực, về khả năng tiếp thu và tích lũy kinh nghiệm thực tế, về hiệu lực trong công tác quản lý cán bộ, về việc cụ thể hóa các văn bản pháp quy. Đó là những tác nhân gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức cán bộ và kết quả hoạt động của ngành. Xác định việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Tiếp tục thực hiện các công trình chuyển tiếp, đầu tư xây dựng các tuyến đường vành đai chính, các công trình trọng điểm, phục vụ cho việc phát triển mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Công tác xây dựng đảng, phấn đấu kết nạp mới 50 đảng viên trở lên, 100% đảng viên, cán bộ tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, 100% đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 90% đảng viên trở lên đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên xếp loại yếu kém. 90 tập thể và cá nhân đạt các chỉ tiêu thi đua của các tổ chức đoàn thể. 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ sở hàng năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cái giải pháp thứ nhất là phải tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc các cái quy định của Đảng, nhà nước. Hai nữa, các đồng chí đảng viên phải được thường xuyên được học tập quán triệt, nâng cao cái trình độ nghiệp vụ về chuyên môn để làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ. Hai nữa là hiểu các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, đặc biệt là các cái nghị quyết của Đảng, làm sao phải truyền đạt đến các từng đồng chí đảng viên và cán bộ đảng viên trong chi bộ. Vấn đề thứ hai là vấn đề giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên gắn với cái nhiệm vụ chính trị. Và chúng tôi quan điểm là cái thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thì cũng là góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Với các giải pháp phù hợp, hiệu quả, tin tưởng trong thời gian tới, công tác xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh của Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải sẽ đạt nhiều kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chuyên mục xây dựng đảng kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.